Quỹ đầu tư iFund, quỹ đầu tư mở Techcombank là gì? Có nên đầu tư hay không? Hiện nay, quỹ mở xuất hiện như một món hàng béo bở trên thị trường tài chính Việt Nam. Thế nhưng, nhiều nhà đầu tư vẫn không biết nên lựa chọn công ty quỹ nào cho hợp lý. Nắm bắt được xu hướng quỹ đầu tư mở của ngân hàng Techcombank cũng được ra đời để phục vụ khách hàng. Vậy quỹ đầu tư mở Techcombank là gì? Có nên đầu tư hay không? Hãy cùng đầu tư là gì tìm hiểu sâu hơn để có thể đưa ra được quyết định đầu tư tốt nhất nhé! Quỹ đầu tư Techcombank iFund là gì? Quỹ mở là gì? Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu và được quản lý bởi công ty quản lý quỹ. Các chuyên gia quản lý quỹ sẽ đầu tư vào các tài sản chứng khoán được cho phép để mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Quỹ mở cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo giá trị tài sản dòng NAV vào bất kỳ ngày giao dịch nào của quỹ. Quỹ đầu tư Techcombank iFund là gì? Techcom Security là công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương Techcom Security. TCBS được thành lập từ năm 2008. Đây là công ty con của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank. Quỹ đầu tư iFund Techcombank là một dạng quỹ mở. Techcombank mở ra quỹ này để thu hút nhà đầu tư, thực hiện huy động vốn sau đó tiến hành hoạt động đầu tư. Quỹ này được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư của Techcombank Group. Mục tiêu hoạt động của quỹ là tối ưu hóa nguồn vốn gửi vào quỹ và đảm bảo khả năng sinh lời hiệu quả. Mở tài khoản chứng khoán Techcombank. Có thể hiểu, hoạt động đầu tư này chính là việc khách hàng gửi tiền vào quỹ và nhận lãi. Khi gửi tiền vào quỹ mở Techcombank, số tiền đó của khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư và sinh lời. Khách hàng sẽ nhận được lãi khi hoạt động đầu tư của ngân hàng có hiệu quả. Các sản phẩm của quỹ đầu tư iFund, iFund bao gồm quỹ mở đầu tư trái phiếu TCBF, quỹ mở đầu tư cổ phiếu TCEF và Flexica Dollar Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt TCFF được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 1 triệu đồng, có nên đầu tư quỹ đầu tư mở Techcombank không, hình thức tham gia quỹ đầu tư để tìm thêm nguồn thu nhập hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia. Bởi không cần phải bỏ công sức và nghiên cứu vẫn có thể thu được lợi nhuận. Tuy nhiên có nên tham gia đầu tư quỹ mở hay không thì mọi người cần nắm rõ về ưu điểm và những hạn chế của quỹ mở. Để từ đó có được hướng lựa chọn đúng đắn, ưu điểm của đầu tư quỹ mở, nhà đầu tư có thể mua bán bất kỳ lúc nào các chứng chỉ quỹ hoặc quy đổi ra tiền mặt khi có nhu cầu do tính thanh khoản cao, chi phí đầu tư thấp, chỉ khoảng từ 1 triệu đồng là bạn đã trở thành thành viên của quỹ, đa dạng danh mục đầu tư, giúp kiểm soát rủi ro thị trường, hàng năm các quỹ đều mang đến cho nhà đầu tư lợi nhuận đều đặn từ các danh mục đầu tư. Khả năng sinh lời cao hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng. Quản lý chặt chẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và không cần quá am hiểu kiến thức. Quy trình đơn giản được hỗ trợ từ các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Hạn chế của đầu tư quỹ mở, các nhà đầu tư không làm chủ được nguồn vốn của mình. Mọi quyền quyết định về danh mục đầu tư đều thuận theo các ban lãnh đại. Chưa kể nếu bạn đầu tư vào quỹ cũng là một rủi ro khi để người khác chi phối dòng tiền của mình. Phải chia hoa hồng chích từ lợi nhuận trả cho các công ty quản lý quỹ Xem thêm, cách đầu tư quỹ mở Techcombank hiệu quả cho ổn định lâu dài bền vững, những điểm nổi trội của quỹ đầu tư mở Techcombank, tỷ suất sinh lời trong dài hạn đạt mức cao, 6. 10% một năm, nhà đầu tư không cần quá nhiều vốn và kinh nghiệm để thực hiện đầu tư. Với số tiền khởi điểm 10.000 đồng, có thể kiếm được lợi nhuận sau từ một tuần đến một năm, ban đại diện quỹ có sự góp mặt của những chuyên gia tài chính hàng đầu trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Đạt chứng chỉ CFA chứng chỉ cao cấp nhất dành cho các nhà phân tích đầu tư và cố vấn tài chính có thể rút vốn hàng ngày đảm bảo tính an toàn và minh bạch quỹ mở techcombank được giám sát bởi ngân hàng standard charter và ủy ban chứng khoán nhà nước trên đây là một số thông tin về quỹ mở techcombank hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn chúc các bạn đầu tư thành công Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết những quy luật bất biến của TTCK Việt Nam bạn cần biết để hiểu hơn về thị trường chứng khoán nhé, lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công.